Chào tất cả các bạn, mình là Hasirius. Như đã hứa trong clip trước thì lần này mình sẽ tiếp tục phân tích trận chiến giữa hai siêu người máy rất mạnh trong phim hành động viễn tưởng của Mỹ, Robocop và Terminator. 1. Robocop, hay có thể đọc theo phiên âm tiếng Việt là Robocop. Robocop là một cảnh sát nửa người nửa máy lần đầu tiên xuất hiện trong bộ phim Robocop năm 1987. Alex Murphy là một cảnh sát giỏi nhưng bị bọn tội phạm sát hại. Sau khi ký hợp đồng với tổ chức thuộc quân đội OCP, anh ta được biến đổi thành một cảnh sát cyborg thuộc sở hữu của tổ chức. Tuy nhiên những ký ức của anh gần như đã bị xóa bỏ. Cơ thể của Murphy lúc này chủ yếu gồm các chi tiết của robot. Anh ta khỏe hơn, độ bền cao hơn nhưng cũng ít linh hoạt hơn. Với độ bền như một chiếc xe tăng và hỏa lực xịn sò, Robocop gần như đã tiêu diệt toàn bộ tội phạm đường phố ở Detroit chỉ trong vài ngày. 99% cơ thể của Robocop là nhân tạo. Anh ta vẫn mang bộ não, lớp da mặt và một phần hệ tiêu hóa của con người cũ. Về vũ khí, nằm trong chiếc chân phải tiện lợi của anh ấy là khẩu súng lục máy Auto 9 tùy chỉnh, một trong những khẩu pháo cầm tay mạnh mẽ nhất từng được chế tạo. Ở chân trái của mình, anh ta có một số lựu đạn chiến thuật, mỗi quả có mức sức mạnh có thể điều chỉnh. Ở cấp độ 3, một quả bom duy nhất có thể phá hủy một cánh cửa an ninh bằng kim loại. Vì vậy, những quả lựu đạn cấp độ 10 sẽ có sức công phá rất khủng. Nếu anh ta cần hỏa lực mạnh hơn một chút, Murphy có một cánh tay vũ khí có thể gắn vào, được trang bị với súng máy, súng phun lửa và tên lửa chống tăng thông minh. Trong trường hợp cần vũ khí mạnh hơn, Robocop có thể sử dụng cả pháo tấn công Cobra. Robocop cũng có thể sử dụng một thiết bị gắn động cơ phản lực gọi là jetpack để bay rất tiện lợi. Bộ giáp của Murphy được làm bằng titan gia cố thêm Kevlar giáp mỏng. Mỗi chân của Robocop cũng được trang bị chốt neo có thể găm chặt chính anh ta vào mặt đất để ngăn kẻ thù bỏ chạy. Murphy cũng được trang bị hệ thống nhắm bắn rất chính xác. Robocop có thể bắn trúng một viên đạn đang bay. Về sức bền, Robocop hầu như bất tử. Anh ta tăng được hầu hết các thể loại đạn, súng chống tăng. Bị cả tấn kim loại nặng rơi từ trên cao xuống vẫn không sao. Bị xà beng đâm trực tiếp vào ngực vẫn sống bình thường. Dẫu cho các bộ phận trên cơ thể bị cắt đứt hoàn toàn thì người ta vẫn có thể khôi phục lại Robocop thành cyborg hoàn chỉnh như trước. Về sức mạnh, có thể nhấc cả 100 kg kim loại bằng tay, đấm văng cả người trưởng thành ra xa, có thể đẩy cánh cửa với sức ép 10 tấn. Murphy đã đánh bại nhiều cỗ máy siêu chiến đấu và chịu được rất nhiều tình huống chết người. Tốc độ di chuyển, anh ta đi lại khá chậm, như kiểu robot được điều khiển từ xa vậy. Pin của Robocop cần phải được sạc sau 24 giờ. 2. Terminator T-800. Terminator hay kẻ hủy diệt là một robot hình người được tạo ra bởi Skynet. Có bộ xương trong được làm bằng hyperalloy, một hợp kim chưa rõ cấu tạo nhưng có độ bền rất cao. Robot này đã giúp Skynet thâm nhập vào lực lượng của quân kháng chiến nhờ khả năng cải trang y như người thật. Sử dụng thiết bị dịch chuyển thời gian, kẻ hủy diệt được gửi ngược về quá khứ để ngăn chặn đối thủ lớn nhất của Skynet, đó là John Connor, lãnh đạo cuộc kháng chiến của loài người. Model T-800 là thế hệ đầu tiên của dòng kẻ hủy diệt series 8XX trong nhiều dòng thời gian khác nhau. Ngoài ra còn có các model T-850 và model T-888 trong dòng này. Tuy nhiên, để bắt đầu Robocop, mình sẽ chọn phiên bản T-800, phiên bản xuất hiện nhiều nhất trong các phần phim về kẻ hủy diệt, cụ thể là các phần 1, 2, 4, 5 và 6. T-800 có siêu sức mạnh, thể hiện ở việc đấm xuyên tường bằng bê tông dễ dàng, nhấc những vật rất nặng lên, ném một người lớn chỉ bằng một tay, có thể chạy với vận tốc 35 km/h. Về khả năng chịu đựng, bộ khung kim loại được tạo bởi hợp kim siêu bền nhưng nhẹ, vẫn cho phép kẻ hủy diệt di chuyển rất nhanh. Khung giáp chịu đựng được hầu hết các loại vũ khí hiện đại loại nhỏ, thậm chí có thể chịu đựng được cú nổ trực tiếp từ súng phóng lựu, có khả năng phục hồi nhanh sau mỗi trận chiến. Thậm chí khi bị đứt lìa cả nửa phần thân dưới, nó vẫn có thể tiếp tục nhiệm vụ của mình. Ngay cả lớp mô da ở ngoài nếu bị phá hủy cũng có thể phục hồi sau một thời gian. Vì là robot nên kẻ hủy diệt không cảm thấy đau đớn, dù họ vẫn biết được rằng mình đang bị thương. Về điểm yếu, đầu đạn 0.5 BMG có thể bắn xuyên khung giáp của kẻ hủy diệt, có thể vô hiệu hóa hoặc thậm chí bắn đứt đầu của T-800 nếu bắn chính xác.
Bom nổ khi được đặt ở các khớp nối có thể khiến T-800 bị đứt nửa thân người, có thể bị tổn thương bởi vũ khí plasma. Dùng máy nén thủy lực có thể ép chết kẻ hủy diệt, hoặc dùng kim loại nóng chảy sẽ làm cho T-800 bị phân hủy hoàn toàn. Tấn công bằng điện áp cao có thể vô hiệu hóa luôn kẻ hủy diệt. Robot sẽ bị già theo thời gian và hoạt động kém đi phần nào. Khi bị chặt đầu, kẻ hủy diệt sẽ mất khả năng hoạt động. Bạn có thể vô hiệu hóa hoàn toàn T-800 bằng cách phá hủy lõi pin của nó. Trí thông minh. Mỗi T-800 đều sở hữu một CPU rất hiện đại, có thể học hỏi rất nhanh, có thể được cập nhật dữ liệu liên quan đến kỹ thuật xâm nhập, đào tạo binh lính, huấn luyện y tế, bắn tỉa, sử dụng chiến thuật rất phong phú. Biết tự nhận thức, có thể chống lại cả lệnh của Skynet và chọn chiến đấu cho con người. Về vũ khí. Trong tương lai, kẻ hủy diệt sử dụng một khẩu M27 Phase Plasma Rifle. Loại súng này quá nặng và mạnh để bất kỳ người bình thường nào có thể sử dụng. Nếu không có vũ khí này thì kẻ hủy diệt vẫn có thể sử dụng tất cả các loại vũ khí khác một cách thành thạo. Có thể kể đến là súng ngắn, súng trường, súng phóng lựu, súng minigun. T-800 còn có khả năng chạy hệ thống kiểm tra nội bộ, tính khoảng cách các vật khác với nó, nhắm mục tiêu chính xác, lấy mẫu và phân tích khí quyển, thời tiết, vận tốc gió, phân tích cảm xúc con người để đánh giá thù hay địch, phân tích ngôn ngữ cơ thể, tính lực hấp dẫn, sử dụng radar cảm nhận, khả năng trà trộn vào hàng ngũ con người mà không bị phát hiện. Ngay cả khi bị tắt, T-800 vẫn có thể tự kích hoạt trở lại. Một T-800 có nguồn năng lượng giúp nó hoạt động tới 120 năm. Nhờ khả năng học hỏi mà T-800 có thể đánh bại cả các phiên bản robot tiên tiến hơn, ví dụ như T-1000 và TX. Dù là được bóp Haki nhân vật chính. Cơ hội tốt nhất để loại bỏ kẻ hủy diệt là việc sử dụng vũ khí hạng nặng ở tầm gần, hoặc sử dụng súng trường plasma, chẳng hạn như loại súng được sử dụng bởi lực lượng kháng chiến tinh nhuệ. Bộ xương bên trong của kẻ hủy diệt có sức bền rất cao, tuy nhiên nó không thể chịu được nhiệt độ quá cao từ vụ nổ do quân kháng chiến bắn ra từ súng trường plasma kiểu mới, vì plasma này có thể đạt tới nhiệt độ cao bằng bề mặt của mặt trời trong thời gian ngắn. 3. Phân tích trận chiến. Robocop là một cảnh sát người máy, anh ta vẫn có lòng trắc ẩn, chỉ có thể làm những điều pháp luật cho phép. Trong khi đó, kẻ hủy diệt thì ngược lại, không hề có cảm xúc gì cả. Nó không quan tâm những mục đích khác mà chỉ phá hủy theo lệnh mà thôi. Đầu tiên, phiên bản Robocop mình đang xét đến là từ các phần 1, 2, 3, không phải bản remake năm 2014. Phiên bản Robocop này di chuyển rất chậm, chậm hơn hẳn so với bản làm lại năm 2014, và tốc độ của nó cũng thua nhiều so với T-800. Cả hai robot này đều có sức mạnh vật lý to lớn, sức bền khủng và hỏa lực cực mạnh. Tuy nhiên có sự khác biệt trong các khả năng này giữa họ. Về Robocop, công nghệ để xây dựng Robocop có vẻ lỗi thời hơn so với công nghệ tương lai đã tạo ra T-800. Đơn giản vì mốc thời gian của mỗi nhân vật là khác nhau. Ở trong phim ta thấy Robocop vẫn dễ đối phó hơn nhiều so với kẻ hủy diệt. Một số ít người với những thiết bị phù hợp đã có thể tháo gỡ Robocop. Tuy nhiên nếu muốn làm vậy với kẻ hủy diệt thì cực kỳ khó. Một điều đáng chú ý đó là Robocop vẫn mang bộ não con người trong đầu, nghĩa là phần này dễ bị tổn thương hơn so với các phần khác. Mặc dù hộp sọ vẫn được bao bọc bởi lớp giáp, não của Murphy vẫn có thể bị tổn thương nếu bị tháo giáp. Robocop đã từng giết một con robot tên là Robocaine theo cách này. Robocop đi lại như một con robot, thiếu tính linh hoạt và cực kỳ chậm so với T-800. Tuy nhiên Robocop có thể sử dụng jetpack để bay lượn và hạn chế nhược điểm của mình. Độ bền của Robocop có lẽ cao hơn so với đối thủ. Chúng ta thấy Robocop đã tăng được hầu hết các đòn tấn công từ bé đến lớn qua các phần phim. Có thể nói là lớp áo giáp của T-800 không bền bằng của Robocop. Robocop cũng khỏe hơn so với T-800, thể hiện ở việc đẩy được sức ép lên tới 10 tấn. Xét về hỏa lực và khả năng sử dụng thành thạo vũ khí thì mình nghĩ rằng hai bên ngang ngửa nhau. Súng plasma của kẻ hủy diệt là vũ khí có thể phá lớp giáp của Robocop. Nhiệt độ do vụ nổ plasma tạo ra có thể lên đến 11.000 độ C, có thể nung chảy mọi loại kim loại đã được biết đến. Và mỗi phiên bản T-800 theo thiết kế đều được trang bị hai khẩu như vậy. Phiên bản T-800 trong phim không sử dụng loại súng này vì đơn giản nó chỉ xuất hiện trong tương lai. Nếu được sử dụng nó thì khả năng T-800 giành chiến thắng trước Robocop sẽ rất cao.
Ok, vậy hãy giả sử T-800 không trang bị vũ khí này mà chỉ các loại vũ khí đơn giản trong phim thôi. Mặc dù áo giáp của Robocop rất xịn sò, nhưng không phải là không có điểm yếu. Một số tên tội phạm đã dùng cưa máy cắt đứt mối nối chỗ tay, chân và cả đầu của anh ta và vô hiệu hóa Robocop. Cánh tay của Robocop đã từng bị đạn súng đại liên bắn đứt. T-800 thì mặc dù thua về độ bền nhưng lại có tốc độ rất nhanh. Anh ta có thể bắn đứt các cánh tay của Robocop, bẻ gãy các chi của Murphy. Như vậy đã đủ để vô hiệu hóa và giành chiến thắng rồi. Ngược lại, Robocop có thể đặt mìn giữa các khớp nối của T-800 và làm đứt cơ thể của kẻ hủy diệt. Robocop cũng có thể dùng sức mạnh to lớn để bứt đầu của T-800. Như vậy, ta thấy cả hai đối thủ đều có thể tiêu diệt lẫn nhau. Tổng kết, nếu T-800 có súng plasma, người giành chiến thắng đơn giản là T-800. Còn nếu không, theo ý kiến cá nhân của mình, tỷ lệ chiến thắng của T-800 là 60% và của Robocop là 40%. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở các clip battle tiếp theo nhé.